Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay thì Hoài Bãi lại có cho anh em một con cưa xích Stein MS170C. Đó, hàng bãi nguyên zin và đẹp như mới luôn nha các bác. Đó. Máy cực chất luôn. Con này thì của Đức thì có rồi nha các bác. Thì của Đức thì nó là đời có ổ giật trợ lực này và nó là ghi là 170C. Đời máy nó vuông hơn cái dòng của Trung Quốc mới rồi nha các bác. Đó, anh em nào mà chốt cái này thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05039 nha. Máy thì đẹp như mới luôn. Đó, anh em nhìn bên trong máy này, cực kỳ chất lượng luôn nha. Nòng bạc, máy móc quá đẹp luôn. Thật sự là đúng thiếu một cái thùng. Đó, anh em nhìn đồ đạc là full zin hết nha, bít tông sọc ngang luôn. Máy này đi lựa về nha các bác. Nó quá chất lượng luôn. Đây, tem này. Đó, mã số máy này. Đó. Còn nếu mà đời đời Trung Quốc là nó sẽ có chữ Margin China đây nha các bác. Anh em nào chốt cây này thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05039 nha. Máy đẹp như mới luôn. Quá ok luôn nha. Con này thì giá nó hơi cao một chút bởi vì nó là hàng đẹp và hàng thiếu một cái thùng nha anh em. Đó, thì anh em nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05039 nha. Số lượng hàng đẹp thế này thì có một con duy nhất này thôi nha các bác. Đó. Số lượng hàng đẹp có một con duy nhất thôi. Đây là anh em nào mà ưng ý thì anh em liên hệ qua số điện thoại nha, 0345 05039. Đó. Quá ok luôn anh em, thật sự luôn. Hàng bãi mà như thế này là rất mới thôi. Xích đồ đẹp như mới luôn. Lam là lam 40 sử dụng 35 nha các bác. Mẫu này thì đồ phụ tùng thay thế thì quá là nhiều luôn. Rất là nhiều đồ thay thế và máy xài rất là ngon. Đó. Nòng 37 ly. Xài gia đình cực kỳ ok luôn nhá. Con này thì chuyên xài gia đình thôi, còn khai thác thì nó sẽ hơi yếu nha các bác. Máy thiếu mỗi thùng. Anh em nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345 0539 nhá. Rồi sẽ test nổ cho các bác nghe tiếng máy nhá. Stein của Đức 170. Con này thì nặng 5 kg nha các bác. Máy êm ru, con này có giật trợ lực nên là phụ nữ giật cũng được. Quá nhẹ, mình cần rút dây nghĩa là nó búng lại nó nổ. Chốt thì em tặng kèm thêm một cái vỏ lam zin của Stein nữa. Vỏ lam zin của Stein và tặng tip mở buji rũa. Đó, tôi viết chỉnh đầy đủ hết nha. Rồi xin cảm ơn toàn thể anh em nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh và thông báo để nhận những video mới nhất của Hoài Bãi. Thì Hoài Bãi chuyên đi săn cho anh em tất cả các loại máy bãi Nhật đẹp mới Casman. Đó. Những cái máy này thì thật sự là nó thua một cái máy thùng về cái độ mới thôi, chứ thực sự cái máy nó còn chưa sử dụng bao nhiêu luôn anh em. Đó, rất mới luôn. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Hoài Bãi nha.